Dạ xin kính chào quý ông bà cô dì chú bác anh chị em. Nay em quay và đăng tải lên một lô đất ngay trung tâm huyện Chư Sê nhá, huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai. Và đây em đang đứng đây là đường Quang Trung của huyện Chư Sê. Và cũng vẫn là lô đất cách đây khoảng 1 năm em có quay lên, một lô đất của ngân hàng Thanh Lý nhá. Thì chính thức là ngân hàng Thanh Lý. Rồi, trước hết thì em giới thiệu đây là đường Quang Trung, theo hướng này chúng ta ra tới quốc lộ 14A cũng như là đường Hùng Vương thì bán kính khoảng cỡ tầm 300m là chúng ta ra tới quốc lộ 14A. Và theo hướng đây thì chúng ta về tới đường Hoàng Văn Thụ và ra tới công viên, chợ, ngân hàng vân vân thì cũng khoảng 300-400m loanh quanh đổ lại thôi. Và đây hôm nay lô đất em quay lên và đăng tải lên là một lô đất có 30m mặt đường Quang Trung. Phải nói là một lô đất siêu đẹp, giá rẻ hợp lý. À, 30m đây ạ. Và điều đặc biệt lô đất chúng ta có hai mặt tiền đường. À, đây là đường Ngô Quyền. À, đây ạ, đường lớn rộng, xe lớn chúng ta có thể đi được nhá. Một lô đất có hai mặt tiền đường cùng một căn nhà Thái. Điều đặc biệt lô đất của chúng ta gia chủ đã làm được, trong đó hồi xưa đã có 1.000 đất thổ cư. À, tức là đất ở đô thị 1.000m. Với giá trị 1.000m ở tại đất đô thị trung tâm huyện Chư Sê bây giờ ở khu vực này 5 triệu 1m2 nhá. À, thì thật sự lô đất này với cái giá ngân hàng đưa ra bây giờ chỉ đủ làm đất thổ cư thôi. À, 1.000m2 cũng trên dưới 5 tỷ mà chúng ta mới làm được đất thổ cư cái lô đất này. Ở đây, ngân hàng có nhờ em tới đây quay và đăng tải lên Thanh Lý với cái giá là 4 tỷ 500 triệu. Với lô đất này chúng ta có thể về đây ở đây định cư, buôn bán kinh doanh bất cứ mặt hàng gì cũng được ạ. Có thể mở quán ăn, quán nhậu. À, quán cà phê vườn, hoặc chúng ta có thể mở văn phòng dịch vụ. À, vân vân. Rất tiện ích về mọi mặt nhá. À, ở đây đường đi nối lại thuận tiện, đường thông hết đây ạ. Đường lớn luôn. Hiện tại bây giờ trong lô đất ta có một căn nhà Thái trị giá phải 600-700 triệu chúng ta mới làm được, cùng một kho. Trước đây gia chủ cũ có buôn bán cà phê nông sản, có một cái kho. À, còn ngoài ra là đất không nhá, không có gì hết. Đó. Lô đất chúng ta chính đông ghé nam, một cái hướng rất mát và phong thủy. Đất có chiều sâu trừ lộ giới rồi là 60m ạ. 60m chiều sâu, hai mặt tiền đường. Em cũng nói rõ luôn, ở bên trên ở lô đất của chúng ta thì có một đường dây điện 250 đi ngang qua ở giữa, xéo qua miếng đất. Đó. Nhưng không ảnh hưởng gì trên mặt đường này, gia chủ vẫn đang làm nhà đó ạ. Thì trong đó là đã được trừ ra rồi. Đó. Ở dưới chúng ta vẫn sử dụng thoải mái, chúng ta có thể làm kho xưởng, làm quán, làm nhà cấp 4 là vô tư. Em nhắc lại giá trị lô đất chúng ta có tới 1.000m đất thổ cư nhá, và 30m mặt đường Quang Trung. Cho nên với mặt bằng này chúng ta có thể kinh doanh buôn bán cái gì cũng ok hết, bởi vì có mặt đường quá rộng luôn. Nhất là làm quán cà phê vườn, quán ăn, quán nhậu thì quá đẹp luôn. Và chúng ta có thể xây nhà nghỉ, nhà nghỉ khách sạn vân vân đều được hết. Em nhắc lại là ngân hàng đưa ra cái giá 4 tỷ 500 triệu nhá. À, bao phí hết toàn bộ sang tên thuế má luôn. Rồi, chúng ta có nhu cầu thì liên hệ cho em số điện thoại trên màn hình là 0975582442. Em sẽ tư vấn kỹ hơn và đưa về đây trực tiếp gặp ngân hàng chúng ta giao dịch và thương lượng mua bán ạ. Em xin tạm dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.